Hơn 2 năm Mai Phương qua đời, cuộc sống của Phùng Ngọc Huy giờ ra sao? Phùng Ngọc Huy là nam diễn viên nhận được yêu mến từ khán giả, không chỉ vì ngoại hình đẹp trai mà còn bởi lối diễn xuất tự nhiên. Anh từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi xuất hiện trong loạt phim ăn khách như Nữ Sinh, Cổng Mặt Trời, Bão Mùa Hè, Những Ngọn Nến Lung Linh. Đặc biệt, nên duyên cùng Mai Phương sau khi cùng đóng trong bộ phim Cổng Mặt Trời, chuyện tình của cả hai đã có những trái ngọt là bé La Vi cực kỳ xinh xắn đáng yêu. Tuy nhiên, dù đã có con chung, nhưng vì không còn chung quan điểm, cách sống nên cặp đôi đã đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Trong khi Mai Phương một mình nuôi con ở Việt Nam thì Phùng Ngọc Huy quyết định đi Mỹ tiến. Đến khi nữ diễn viên Bão Mùa Hè qua đời vào tháng 3 năm 2020, tên tuổi của Phùng Ngọc Huy mới được liên tục nhắc đến. Khi được hỏi về việc chăm sóc con gái La Vi, anh cho biết bé La Vi đang được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất tốt, hy vọng sắp tới em về được Việt Nam rồi cha con cùng nhau qua Mỹ. Em ước mơ được chở bé đi học, dù có vất vả cũng muốn được sự vất vả đó. Được biết, Phùng Ngọc Huy đang mở một cửa hàng kinh doanh online tại Mỹ. Trong một live stream, anh từng tâm sự về những khó khăn khi một mình gây dựng sự nghiệp nơi đất khách quê người. Nam diễn viên từng có khoảng thời gian gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực mà giờ đây anh đã có cuộc sống ổn định với thu nhập tương đối. Đáng chú ý, thời gian qua, Phùng Ngọc Huy thường xuyên xuất hiện bên tình tin đồn. DK, cả hai dính nghi vấn hẹn hò nhiều năm qua khi luôn có những hành động thể hiện thân thiết với đối phương. Gần đây DK còn công khai chia sẻ chụp ảnh cùng Phùng Ngọc Huy, cử chỉ tình tứ, thân mật càng khiến cho dân tình đoán giả đoán non về mối quan hệ tình cảm của cả hai. Nhiều người còn nhận xét Phùng Ngọc Huy và DK rất đẹp đôi nên nếu họ có duyên thì cũng chỉ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên trước mọi tin đồn, Phùng Ngọc Huy không mảy may quan tâm. Anh hiện đang tập trung kiếm tiền để có thể đón bé La Vi qua Mỹ đoàn tụ cùng bố ruột, bù đắp cho cô bé khoảng thời gian thiếu thốn tình yêu thương.